hai người tu tiên đắc đạo lên Tây Thiên Tam Đảo mà tu. Điều gì đã làm nên sự linh thiêng cho một vùng đất? Phải chăng bởi linh khí đất trời hội tụ về những ngọn núi cao, những con sông rộng, hay bởi nhân kiệt bằng hành trạng phi thường đã góp phần nâng tầm vùng đất quê hương? Địa linh sinh nhân kiệt và nhân kiệt bồi đắp địa linh. Quá trình tương hợp kéo dài suốt dọc chiều dài lịch sử quốc gia đã tạo nên một trong những vùng đất tối linh nhất đất Việt trời Nam. Ở Tây Thiên tức là trời Tây. Và Tây Thiên là trời Tây thì cũng đồng nghĩa với cái quan niệm là ở cái nơi ở của Đức Phật. Bởi vì từ khoảng thời Hán trở về sau thì những cái quan niệm của người Á Đông nói chung trong cái việc định hình các cái phương hướng thì phương phía Tây, trời Tây thì có nghĩa mặc định đấy là nơi của Phật ở. Cho nên là trong rất nhiều kinh sách người ta đều ghi là Tây Thiên Đông Độ, là chỉ ra những cái nơi để phân biệt rằng là cái đất của Phật ở phía bên trời Tây như thế. Thì đối với lại cái mảnh đất ở Tây Thiên ở của nước ta, cái gắn với lại cái chùa là chùa Tây Thiên thì có một cái lịch sử chắc chắn. Chương 7 sách Đại Sử Ký Mahavamsa của Tích Lan chép: ngay sau đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3 tại Ấn Độ trước công nguyên 300 năm, vua A Dục cùng với đại lão hòa thượng Mục Kiền Liên, Tử Đế Tu đã cử và đẩy mạnh các phái đoàn Như Lai sứ giả trên đường truyền bá Phật pháp tới các nước Viễn Đông, Đông Bộ, Địa Trung Hải, Tích Lan và toàn cõi bán đảo Đông Dương, trong đó có Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Hầu hết các nơi thường có dấu ấn bằng chùa tháp, cột đá hay bia đá để ghi lại công đức của vua A Dục. Lê Mạnh Thát. Trước đây Claude Mandrol căn cứ vào tên thành Nele, tức thành Bùn Đen, để giả thiết thành Nele ở chính vùng Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng. Nele hiểu như nghĩa Bùn Đen, tất nhiên không phù hợp với văn phạm chữ Hán. Bởi vì nếu hiểu Nê là bùn và Lê là màu đen, thì thành này phải có tên là Lê Nê, chứ không phải là Nê Lê. Hơn nữa, cụm từ Nê Lê trong Hán văn thường được dùng như một phiên âm của chữ Naraka của tiếng Phạn. Và Naraka lại có nghĩa là địa ngục. Tại vùng núi Tam Đảo có ba ngọn cao nhất là Thạch Bàn, Phù Nghĩa và Thiên Thị. Trong đó, giữa chân ngọn Thạch Bàn tại làng Sơn Đình có ngôi chùa Tây Thiên. Chùa này tương truyền là có liên hệ với vua Hùng và có một bản ngọc phả về vua Hùng thờ tại đây. Điểm lôi cuốn là chùa Tây Thiên này lại có tên nôm na là chùa địa ngục. Đã là chùa thì thiếu gì tên mà lại có tên là địa ngục? Phải chăng là do từ Naraka mà ra? Tây Thiên là đất Phật của Ấn Độ, cả một cái núi thiêng dễ thiêng như thế. Thế thì trong truyền thuyết thì mới kể rằng là khi mà cái đoàn truyền giáo thứ 8 của vùng Ấn Độ, và lúc đó là đất Phật ấy, là ở trong sách thì gọi là Tích Lan, thì thực ra nó là Sri Lanka đấy. Thì khi vượt qua vùng Myanmar, vượt qua vùng thượng nguồn sông Hồng và đi xuôi theo sông Hồng về Vĩnh Phúc, người ta chọn cái núi thiêng ở gần kinh đô Thăng Long, gần cái vùng lúc đó thì chưa gọi kinh đô Thăng Long mà người ta coi như là ở một cái vùng đô thị nổi tiếng đấy, ở đấy, và người ta truyền đạo Phật, người ta chọn đấy, người ta xây dựng nên thành cổ, xây dựng nên trung tâm thờ Phật ở đây, và để nhớ cái nơi thờ đầu tiên về đạo Phật thì người ta lấy cái tên Tây Thiên của đất Phật để đặt tên cho, về sau thì mọi người gọi là Tây Thiên. Nhà bác học Lê Quy Đôn ở thế kỷ thứ 18 đã chép trong Kiến Văn Tiểu Lục về vùng đất này: núi Tam Đảo ở địa phận hai xã Lan Đình và Sơn Đình, huyện Tam Dương. Mạch núi này do khí thế cao cả của các núi ở xã Ký Phú thuộc huyện Phú Lương và Đại Từ, trấn Thái Nguyên kéo đến. Đến đây đột khởi ba ngọn núi cao vót đến tận mây xanh. Phía sau núi vách đá đứng sững, đỉnh núi thì đất đá lẫn lộn, cây cối rậm rạp xanh tươi, nhiều cây hồi hương và cây quế. Chân núi ở đằng trước về bên tả có khe Giải Oan. Ở giữa ngọn núi gọi là núi Kim Thiên cao chót vót, gành đá không biết bao nhiêu mà kể.
bên dưới sắc nước như tràm, sâu thẳm không trông thấy đáy. Sườn núi có chùa Tây Thiên cổ tử, che xanh thông tốt, cảnh sắc thanh nhã rộng rãi. Trên đỉnh núi cao lại có chùa đồng cổ, vừa lên vừa xuống phải mất 2 ngày. Từ phía tả khe Giải Oan trèo lên núi đến hồ sen, nước xanh biếc, trong hồ có đá lạ và thứ sen đỏ, hoa nở 4 mùa. Hai bên ngoài hồ, suối từ sườn núi chảy ra, bên trái gọi là suối bạc, phát nguyên từ khe đất đỉnh núi chảy xuống, trông như tấm lụa, bên phải gọi là suối vàng. Từ chùa bên phải chảy ra, chùa bên phải này vuông vắn, phỏng hơn 1 trượng, tường nhà toàn bằng đá, hai bên cánh cửa khóa chặt lại bằng khóa sắt lớn. Trên viên đá khắc chữ triện là địa ngục tự, không biết dựng từ đời nào. Thành trì nên gọi thành Nê Lê, sau này mới gọi là tự. Thế nên thành Nê Lê đổi thành địa ngục tự mà Lê Quý Đôn đã miêu tả trong Kiến Văn Tiểu Lục. Ông Lê Mạnh Thát, một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng của Việt Nam, đã có viết trong lịch sử Phật giáo để có nói như vậy và một số truyền thuyết khác trong đạo Phật. Nhưng giới sử học thì chưa tìm được ra bằng chứng. Chúng tôi đang nghiên cứu là chúng ta có lẽ phải sang cái kho thư tịch về đạo Phật ở Ấn Độ hoặc Sri Lanka hoặc Nepal để chúng ta nghiên cứu xem như thế nào. Chùa Hà Tiên, một trong những ngôi cổ tự lâu đời và linh thiêng bậc nhất vùng đất Tam Đảo Vĩnh Phúc. Nơi đây có rất nhiều minh chứng cho thấy sự linh thiêng của tôn giáo và tín ngưỡng. Đá ở chùa Hà Tiên là khá nhiều, nhưng chúng ta đặc biệt chú ý đá với cây. Đây là một mô típ mang tính toàn cầu, tính thế giới, tức là tục phản ánh cái tục thờ cây và thờ đá. Bao giờ đá và cây cũng đi liền với nhau, vì hai nhân tố cây và đá thì nó tạo nên vũ trụ. Cây và đá tạo nên, cho nên là vị sư trụ trì của chùa đã lên đài xin mưa cũng không được. Vị sư phải lấy tự thân mình hỏa thiêu, và vị sư vừa hỏa thiêu buổi chiều hôm đó thì đêm đó mà là mưa. Và trong truyền thuyết có kể là mưa tầm đã cứu cho cả cái vùng cái khô hạn ấy đã trở lại xanh tươi. Vì thế mà có một sự kiện đặc biệt hiện ra là cây đa ở gần bảo tháp ấy xòe ra tất cả những cái cành đa, nhánh đa ôm lấy bảo tháp của vị sư, và cả cái bảo tháp đấy nằm trọn trong lòng của cây đa. Đấy là góc độ truyền thuyết. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy cái mô típ là cây với lễ Phật. Như ở chùa Dâu thì chúng ta đã thấy là Mát Nương đã để con cả ở trong cây đa gìn giữ đấy. Và ở đây cũng thế, nhà sư thì được cây đa bảo vệ, chở che cho. Cho nên nó phản ánh cái mối quan hệ tín ngưỡng giữa cây và Phật. Nhìn lại lịch sử, nghi lễ cầu mưa cũng đã được nhiều triều đại thực hiện trên mảnh đất linh thiêng này. Đặc biệt là núi cao. Núi cao theo quan niệm của đạo lão là, và xa xưa hơn nữa trước đạo lão là trong tín ngưỡng nguyên thủy, thì bao giờ núi là nơi tiếp xúc giữa trời và đất. Đấy là nơi linh thiêng. Vì theo quan niệm của tôn giáo nguyên thủy thì bao giờ
cũng là nơi mà vũ trụ ở đấy. Trên này tất cả các thiêng ở trên thế giới thì bao giờ cũng gắn liền với núi. Cho nên các bạn thấy là ở Tây Tạng đấy là thiêng, rồi ở núi, các cái núi ở châu Âu, núi ở Ấn Độ vân vân đều là núi thiêng cả. Cho nên ở nước ta núi Tam Đảo đấy là núi thiêng, núi Ba Vì đấy là núi thiêng. Vì thế mà vùng Tam Đảo ấy, vừa có cả núi vừa có cả suối đấy, thì lúc đó lại chất linh thiêng lại càng đầy ấm áp và không, và cái chất thiêng này nó sẽ lan tỏa này, nó được bồi tụ khắp thời gian này, khắp thời gian khác. Tâm thức dân gian coi núi Ba Vì là núi cha và Tam Đảo là núi mẹ. Bởi thế mà Tam Đảo núi mẹ, Tản Viên núi cha, Cùng Tổ Nghĩa Lĩnh là ba trường thành, hay núi thờ cha Tản Viên, núi thờ mẹ Tây Thiên đều hướng về Nghĩa Lĩnh, thờ núi Tổ linh thiêng. Hình tượng cha là Tản Viên Sơn Thánh, một trong tứ bất tử của người Việt. Còn hình tượng mẹ chính là quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu. Dãy Tam Đảo thì nó là một cái ngọn núi thiêng huyền thoại. Và bất kể một cái tộc người nào, dân tộc nào, họ cũng đều có một cái huyền thoại về núi thiêng. Thế thì trong cái tâm thức của dân gian thì người ta cho rằng là nhất cao là đỉnh Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn, nó có ba ngọn núi. Thế thì cái Tam Đảo thì đứng về mặt địa lý thì nó không phải là cái ngọn núi cao nhất của mình, nhưng mà nó lại là ngọn núi thiêng. Núi thiêng tức là nơi đó có cái thần điện của Việt Nam. Và nếu chúng ta lấy một cái trục đó là sông Hồng, sông Lô, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một bên đối sánh để cái những dòng sông đấy dẫn về Thăng Long, về Hà Nội. Thì chúng ta sẽ thấy là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, thì ta sẽ thấy một bên là đỉnh núi Ba Vì, còn một bên là đỉnh Tam Đảo. Thế thì như vậy là hai cái đỉnh núi đó thì Tam Đảo là mẹ, Ba Vì là cha. Thế thì như vậy đấy là những cái bước trưởng thành để nó tạo ra cái Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ trong cái mạch tâm linh phong thủy của cái kinh thành Thăng Long. Địa linh sinh nhân kiệt, ngay trên vùng đất Tây Thiên linh thiêng của Phật giáo, một người con gái kiệt xuất đã được sinh ra với những câu chuyện nhuốm màu huyền thoại. Nào là cha mẹ đi chùa, mơ thấy mây ngũ sắc và quần tiên chảy hội mà mang thai. Nào là lên 4 tuổi biết đàn hát, 6 tuổi hiểu thông văn võ, đến 12 tuổi thì nữ công nữ tắc, không gì là không tường tận, trở thành một trang nữ kiệt ở vùng Đông Lộ. Đất nước có giặc thì chiêu binh giúp vua Hùng đánh dẹp, được phong Tam Đảo Sơn Chủ Quốc Mẫu Đại Vương. Tan giặc, trời cử 1000 sứ giả đòi bà về chầu, bà tắm gội rồi ra đi. Đây là đền mẫu sinh, nơi thờ quốc mẫu Lăng Thị Tiêu và cha mẹ thân sinh ra mẫu, như một minh chứng trong lòng dân, quốc mẫu Tây Thiên là con người có thật. Màu sắc huyền thoại cũng chỉ bởi lòng dân quá yêu quý mà thôi. Quốc mẫu Tây Thiên là bắt nguồn từ vị thần núi. Và sau đó thì quốc mẫu Tây Thiên cũng kế thừa cả cái truyền thống thờ mẫu của vùng Vĩnh Phúc. Các vị mẫu đó là có thể là vị mẫu thờ thần bảo vệ đất nước, nhất là nghĩa quân của Hai Bà Trưng, nhưng đó cũng có thể là các vị thần mẫu của thờ nông nghiệp, vì vùng Vĩnh Phúc là vùng nông nghiệp cổ truyền, cho nên có rất nhiều nghi thức thờ mẫu, từ vị thần núi trở thành vị quốc mẫu, trở thành nữ thần, cả nữ thần tổng hòa lại tất cả các nghi thức thờ thần nông nghiệp, thờ thần bảo vệ tổ quốc. Cho nên là quốc mẫu Tây Thiên có những đặc điểm riêng. Quốc mẫu Tây Thiên có đặc điểm trước hết ấy, là quốc mẫu Tây Thiên là ở một vùng bán sơn địa, vùng miền núi, chứ không phải là ở đồng bằng. Thứ hai nữa là quốc mẫu Tây Thiên là như một thủ lĩnh linh thiêng của cả một vùng. Đấy. Và chính cái thủ lĩnh linh thiêng của một vùng này thì là chỉ thờ riêng độc thần, đấy là quốc mẫu, chứ không phải thờ tam phủ, đấy, ba vị. Đấy. Thế nhưng gần đây thì quốc mẫu Tây Thiên đã có sự hòa nhập. Một số nơi quốc mẫu Tây Thiên trở thành vị
thần bà Chúa Thượng Ngàn. Thế và cái xu hướng nữa đang có xu hướng biến đổi trong cái tâm thức của người thờ mẫu ở Việt Nam. Nhưng với người dân Vĩnh Phúc thì cô mẫu Tây Thiên vẫn là vị thần chủ riêng của vùng Vĩnh Phúc Tam Đảo. Lòng ngưỡng vọng của nhân dân, sự linh thiêng của vùng đất đã tạo nên một hệ thống các di tích dày đặc. Đền Mẫu Hóa, Đền Trình, Đền Cậu, Đền Cô, Đền Giải Oan, Đền Phù Nghì, Đền Thượng Tây Thiên. Các nhà nghiên cứu thống kê được hơn 50 di tích hiện thờ quốc mẫu. Địa linh, nhân kiệt, nên linh khí đất trời và con người cũng tụ vào con suối ngọn cây. Ngay tại cửa ngõ Tây Thiên, cây đa chín cội cũng dường như đang kể lại lịch sử linh thiêng của vùng đất. Cây đa này rất là lâu rồi em ạ. Thực ra là từ hồi chị sinh ra và lớn lên ở đây thì các cụ đã bảo nó có chắc cũng phải tầm mấy trăm năm rồi đấy. Nó có từ thời mà ông bà ta vẫn còn kể lại cho bố mẹ kể lại cho ta thì chắc chắn là cây đa này phải vài trăm năm. Em nghĩ là có khi cả nghìn năm ấy. Vì cái thân cây nó to như thế này thì em nghĩ rằng là chắc là cũng phải đến cỡ nghìn năm rồi. Bạn có nghĩ đây là thân cây đa không? Theo trực quan của em mà thấy thì đây đúng là thân cây đa, bởi vì nó là cái phần mà nổi lên mặt đất thì sẽ là thân cây. Thực tế không phải. Những cái rễ của nó đâm xuống và mới có hình thế như bây giờ. Tức là toàn bộ đây là rễ. Có tận 9 cái rễ đấy. 9 cái rễ. Thế nên ở đây người ta hay gọi đây là cây đa chín cội. Trên vùng linh địa Tây Thiên, theo thời gian tiếp tục xuất hiện thêm nhiều công trình tôn giáo. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được xây dựng trên nền di tích cũ như muốn tiếp nối truyền thống cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Giờ đã trở thành nơi tu tập và điểm đến hành hương của Phật tử cả nước. Phật giáo Kim Cương Thừa coi Đại Bảo Tháp có quyền năng giá trị như viên ngọc như ý, còn được gọi là Bảo Tháp Như Nguyện. Người ta tin rằng bất cứ ai đứng trước Bảo Tháp cầu nguyện điều gì đều được viên mãn. Lễ hội Tây Thiên đến với Phật, về với mẫu, giờ đây đã trở thành một yên tử, một chùa hương của Vĩnh Phúc, cũng một phần bởi linh địa Tây Thiên, được lớp lớp các thế hệ cháu con không ngừng bồi đắp thêm những tinh hoa văn hóa bản địa và nhân loại để tiếp tục mạch sống và phát huy năng lượng của mình.